Xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em đến kênh 24 giờ của em. Hôm nay em xin phép được giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Hyundai Accent bản số sàn, bản đủ của số sàn nhé. Bản này thì sản xuất 2020. Thì vậy phiên bản 2020 này nó đang bán với giá như nào? Đại lý của em thì đang bán với giá cho anh em là bao nhiêu? Và các tính năng option của bản mới 2020 này thì nó có khác gì 2019 không? Thì em xin phép được giới thiệu cho anh em. Thứ nhất em giới thiệu cho anh em về một chiếc xe này là giá bán niêm yết của nó đang là 475 triệu. Còn riêng đại lý của các đại lý thì nó đang bán với giá khoảng 470 triệu. Còn riêng đại lý của chúng em nhé, ở đại lý của em đang bán với giá, để anh em giá cực kỳ bất ngờ luôn, giá em đang bán là 467 triệu. Còn nếu anh em nào muốn được giá tốt hơn, khuyến mại như nào thì các anh em cứ gọi điện cho em để biết thông tin chuẩn xác nhất, đảm bảo với anh em giá bên em đang tốt nhất thị trường cho anh em. Em xin phép lại giới thiệu cho anh em về các tính năng option của xe sản xuất 2020 này và phiên bản 2020 này nó khác gì hay không, bản chứng điều gì nhá. Thứ nhất, về mặt lưới cao năng, mặt lưới cao năng của Hyundai Accent số sàn bản đủ này thì vẫn là sử dụng ngôn ngữ lục giác, ngôn ngữ của Hyundai, đó chính là hình lục giác, dạng là dạng thác nước đây. Viền xung quanh của nó là viền mạng chrome, nhìn rất là sáng bóng và nó giúp cho chiếc xe của mình nổi bật hơn, sang trọng hơn và tinh tế hơn. Đấy, đây, thanh nhạc chrome thì nó kéo có rất nhiều thanh nhạc chrome trên dưới đây ạ. Đây, dạng tăng nước nó đây nhá. Đây, phần này là phần nhựa thôi ạ, phần nhựa thôi ạ. Đấy, em giới thiệu với anh chị anh em tiếp theo là về cụm đèn phía trước. Cụm đèn của halogen. Đây là cụm đèn phía trước của nó là cụm đèn halogen. Dạng projector dành cho đèn cốt. Và đèn pha là đèn phản xạ đa hướng ạ. Đây, còn nó thêm được cái gì nữa? Nó chính là cái đèn chiếu góc. Đèn chiếu góc này là khi là mình mà đánh lá sang trái, sang phải thì chiếc đèn đấy nó sẽ sáng thêm, giúp cho cái hướng quan sát của mình sẽ quan sát dễ hơn. Đó. Giới thiệu với anh em, đây là cụm đèn gầm. Đèn gầm của xe Accent bản số sàn này thì là đèn halogen dạng projector. Đây, đèn đấy, dạng đồng viền bi này. Đó, viền nó ra đây là mạ chrome nhá, nhìn rất sang trọng và nổi bật luôn. Đây, viền ngoài nó cũng là mạ chrome rất là sáng bóng luôn ạ. Đấy. Đây, em sẽ giới thiệu anh em về phần sườn xe. Sườn xe của xe này thì đang là sườn của nó thì là đường dập lõi rất là cứng cáp và chắc chắn và tạo ra hướng gió, thoát gió tốt hơn. Đây, em lại giới thiệu cho anh em về phần la răng. La răng của xe Accent bản số sàn này thì là la răng đúc, vành đúc hợp kim nhôm, vành là vành 15 inch. Đấy. Thương hiệu của lốp xe này thì là lốp Kumho nhé. Đấy. Phanh của nó là phanh đĩa. Phanh sau sẽ là phanh tăng trống. À xin lỗi, phanh đĩa toàn bộ 4 bánh nhé, không phải phanh tăng trống đâu. Đấy. Ngoài ra thì treo của hệ thống phanh này thì là của bánh trước này thì là treo trước là treo treo dạng treo của nó là treo MacPherson, treo sau là treo treo liên kết đa điểm. Đấy. Ngoài ra cái hệ thống phanh này rồi thì nó được tích hợp thêm một số các tính năng an toàn, ví như phanh ABS này, hệ thống cân bằng điện tử xe này, EBD này, phân bố lực phanh điện tử ấy, và có cả các cái cân bằng điện tử xe này, hệ thống chân trượt này. Ngoài ra thì có cả hỗ trợ khởi hành ngang dốc này và rất nhiều tính năng khác nữa. Đấy, em giới thiệu với anh em đây là cụm gương chiếu hậu. Gương chiếu hậu thì nó cùng màu thân xe. Đây. Cùng màu thân xe là màu đỏ như này, cùng màu thân xe đây nhá. Ngoài ra thì nó có tích hợp từ trên là xi nhan trên gương, dạng là dạng đèn LED nhé, dạng đèn LED này. Đấy, ngoài ra bản này thì nó có cả là chỉnh điện gập điện nhé, nhưng mà không tự động gập điện đâu, phải là bấm bằng nút tay. Đấy. Bản này so với cả bản to thiếu thêm so với cả bản đủ số tự động đó chính là sấy gương, bản này sẽ thiếu cái đấy nhé. Còn em giới thiệu anh em về tay nắm cửa của xe này là tay nắm cửa mạ chrome do 4 cánh cửa luôn. Đấy, ngoài ra là nó tích hợp luôn cả cái nút bấm này, nút bấm nhé. Bản này thì không có đèn trên tay nắm cửa anh em ạ. Đây, tay nắm cửa trên toàn bộ 4 cánh cửa luôn. Còn đây là
Vành sau. Vành sau thì nó vành đúc đi rồi, anh em nhìn kỹ này. Đó. Vành đúc hợp kim nhôm và vành đĩa nhá. Đây mình sẽ sang phần đuôi xe. À giới thiệu với anh em luôn về đằng sau này thì đây nó có thêm được anten vây cá nhá. Bản 2019, bản cũ của nó ấy, thì là anten dạng cột thôi. Còn giới thiệu cả anh em, đây là phần đuôi xe. Thì đuôi xe được thiết kế nó dập lõi rất cứng cáp luôn. Từ phần cốp này rất cứng cáp và có chữ logo của Hyundai dập lõi lên, thể hiện sự rất là cá tính cho chiếc xe. Ngoài ra thì hệ thống đèn, đèn là đèn dạng LED 3D. Dạng đèn LED 3D đây nhá. Đấy. Ngoài ra phần đèn này thì nó sẽ là chạy dài từ phần đuôi xe cho đến sườn xe, giúp chiếc xe rất là sang trọng luôn. Đây, phần cản sau thì nó tích hợp thêm được những cái gì nữa? Tất nhiên nó sẽ tích hợp được cho mình thêm là cái bốn cảm biến lùi. Đấy. Đấy, đây là đèn gầm. Cái này chỉ là cần tấm phản quang thôi. Tấm phản quang thôi. Đấy. Tính năng an toàn của phần đuôi xe này nó thêm được cái là nó cái camera lùi nữa nhá. Camera lùi đây. Đó. Ngoài ra thì bản này được thêm được cái nữa là cái đèn báo phanh trên cao. Đèn báo phanh trên cao thì giúp cho chiếc xe mình đi trên chiếc xe cùng hướng với chính mình, quan sát khi mình phanh xe, quan sát sẽ dễ dàng hơn. Đấy. Giờ mình sẽ mở cốp ra phía sau để cho anh em xem nó dài rộng như nào. Đây là cốp của cốp sau của xe Accent bản số sàn đây anh em nhé. Đấy, cốp rất là rộng luôn. Đấy, cốp rất rộng luôn mà mình đã hạ hàng ghế thứ hai được. Bàn này thì hàng ghế thứ hai được nhá, gập 60-40 được này. Đấy, bàn này nếu hạ hàng ghế thứ hai nó tạo ra một cái sàn rất là phẳng luôn. Tạo ra một cái sàn phẳng thì giúp cho mình để được rất nhiều đồ ở phía trong. Đấy, để rất nhiều đồ ở phía trong nhá. Anh em nào nếu mà đang nghiên cứu xe bán tải thì suy nghĩ đi. Giá xe rất là hợp lý mà lại xe sedan mà đỏ cũng rất nhiều đồ luôn. Giờ mình sẽ mở cho anh em cái lốp xô cua ra. Đây là lốp xô cua của xe i10. À quên, xin lỗi, của xe Accent. Thì nó lại là bản này nó khác với i10. i10 thì là lan răng sắt thôi, còn bản này thì sẽ là giống với cả bốn bánh chính. Đấy, cũng là lan răng đúc hợp kim nhôm vành 10-15 inch. Ok, giờ mình sẽ sang nội thất nhé. À đây, mình còn giới thiệu cho anh em về mức teo nhiên liệu của xe. Đây, xe là mức teo nhiên liệu trong đô thị đang là 7,04 lít. Ngoài đô thị đang là 4,74 lít và kết hợp đang là 5,58 lít nhé. Rất tiết kiệm nhiên liệu luôn. Đây, đây là nội thất của xe Accent bản số sàn, bản đủ số sàn đấy nhá. Nội thất là màu be kết hợp với cả màu đen. Đấy, giúp cho khoang phía bên trong cảm giác rộng rãi hơn, sang trọng hơn. Đấy. Đây, mình sẽ quay rồi cho anh em về phần ghế. Ghế thì đây, ghế là ghế chỉnh cơ nhé. Chỉnh cơ 6 hướng. Đấy. Tất cả các phiên bản của Accent đều là chỉnh cơ, toàn bộ tạo chỉnh cơ hết, không có nào chỉnh điện cả anh em nhé. Đấy. Đây là giới thiệu cả anh em về tay bọc vô lăng. À vô lăng đi. Vô lăng thì là vô lăng 3 chấu. Vô lăng 3 chấu anh em nhé. Đấy, thì nó là bọc da như này. Sờ rất là mềm luôn. Ngoài ra tích hợp trên vô lăng gồm có lúc đàn thoại rảnh tay này, điều chỉnh này, âm thanh này, và bên này các nút điều chỉnh khác nữa. Với bản này ấy, thì là không có cruise control, là ga tự động đâu anh em ạ. Đó. Ngoài ra bản này thì sẽ có hai túi khí nhá, túi khí đằng trước này và bên người lái và bên hành khách. Đó. Bản này thì vô lăng sẽ là chỉnh cơ 4 hướng, gật gù và lên xuống. Đấy. Ok, mình sẽ chuyển sang cho anh em xem cái cánh cửa thì gồm có những cái nút như nào. Gồm bản này thì sẽ là nó có cập điện đây, nút cập điện đây. Gương chiếu hậu cập điện này. Và đây là điều chỉnh mặt gương cho hai cánh cửa và 4 hướng đấy nhá. Đây là 4 hướng này. Đấy, và đây là các nút khác ví như là khóa kính, đây là hạ kính tự động, riêng cả hệ kính tự động thì chỉ dành cho duy nhất cho bên cánh ghế, bên ghế lái thôi nhá. Rồi, giờ mình sẽ vào bên trong nội thất. Đây, anh em ơi, chìa khóa là chìa khóa
Chìa khóa thông minh, một chạm. Giờ mình sẽ bật on lên nhé. Đây, cho anh em xem. Đây là màn hình hiển thị đa thông tin. Màn hình hiển thị đa thông tin đây. Nó là ánh sáng đơn sắc thôi. Nó chủ yếu là ánh sáng màu trắng thôi. Và các màu đỏ và màu vàng là đèn cảnh báo. Thì bản này thì các hình nói chung là mình đánh giá thì nó không được cái gì là quá nổi bật cả so với cả các phiên bản cao hơn. Đấy, thì gồm có đây là vòng tua động cơ này. Bên này là công tơ mét này. Đây công tơ mét đây. Đây là mức xăng này. Nước làm mát này và hiển thị tất cả các thông tin đây, điều chỉnh các thông tin đây, mình có thể điều chỉnh nhá. Đấy. Đây, ngoài ra thì ở trên đây, ngoài ra thì ở trên vô lăng cái có cái điều chỉnh thêm là nữa, điều chỉnh hệ thống đèn đi. Thì nó có chữ auto đây. Auto như này. Auto như này có nghĩa là gì? Là chế độ tự động sáng khi mà mình vào trời tối này, hoặc là mình vào trời tối hoặc hầm tối, mình có thể là cái đèn này tự động nó sẽ bật lên và khi sáng nó sẽ tự động tắt đi nhá. Mình nếu mà chế độ này mình theo mình thì anh em lên cứ để chế độ auto đi cho nó yên tâm hơn, an toàn hơn. Đây, ngoài ra thì cần gạt mưa thì cũng có chế độ auto nhá. Đấy. Nếu anh em muốn chuyển ra chế độ auto đây. Đấy. Chỉ cần gạt chậm tắt và để chế độ auto. Đây, mình sẽ để tắt đi này. Auto đây. Tuy là khi mà có trời mưa, có nước vào, tự động nó sẽ gạt mưa lên. Mình nên cứ để chế độ auto. Khi nào mình rửa xe thì mình tắt đi nhá. Ok, mình sẽ giới thiệu cho anh em về màn hình của Accent số sàn bản đủ, tức là màn hình 7 inch có kết nối Bluetooth, USB và kết nối AUX. Ngoài ra thì nó có kết nối và Apple AirPlay nhá. Cái này thì chưa có Android Auto như giống chiếc xe Toyota Vios. Đấy, đây là màn hình cảm ứng này. Ngoài ra thì nó tích hợp thêm cả định vị nữa đây. Định vị đây, anh em mình muốn đi đâu nó sẽ chỉ được đến tận nơi cho anh em. Nó chỉ đến tận nơi luôn. Và điều chỉnh và hình ảnh và âm thanh luôn nhé. Đấy, ngoài ra thì qua cái phím cảm ứng rồi. Thì nó, mình đang trên đường, mình đang không tập trung được. Thì mình có thể chuyển sang các phím cơ. Mình phải phím cơ ví dụ như đây. Âm lượng này, điều chỉnh âm lượng tắt. Màn hình nhìn này, radio này, home này, maps này và tất cả các cài đặt và rất nhiều các phím khác. Nó hiển thị lên màu xanh dương, nhìn rất là dễ chịu. Đấy, ánh sáng rất là dễ chịu luôn. Đây, giới thiệu với cả anh em về hệ thống điều hòa. Hệ thống điều hòa của xe này thì là hệ thống điều hòa cơ chỉnh tay. Đây, chỉnh tay. Cơ bản thôi, nhưng mà nhìn nó cũng còn đẹp. Khá là đẹp luôn. Về từ các nút này, mạ chrome này. Này, mạ chrome này nhìn rất là sang trọng luôn. Đấy, đây là tốc độ gió này, đây là hướng gió này, đây là hướng gió này nhá. Đấy, đây là lấy gió trong. Sáng lên như này, đang là lấy gió trong. Tắt nhà đi, đang là lấy gió ngoài nhá. Đấy, còn đây là sấy kính sau này. Cái hình vuông này là sấy kính sau này. Đấy, mới như này này, hình tam giác này. Như này là sấy kính trước này. Đấy. Đây, phần phía dưới mình sẽ giới thiệu cho anh em phần phía dưới luôn. Dưới này đang có cái gì nào. Đây, giới thiệu với anh em. Đây, cái này là có tẩu thuốc lá này. Tẩu thuốc lá đây anh em nhé. Ngoài ra có cái lối AUX này. Đây, AUX này. USB này. Với ánh sáng màu xanh dương, nhìn rất dễ chịu luôn. Còn đây là cổng điện này. Thì chỗ này là có cái gì nữa? Chỗ này nhiều người sẽ hỏi, cứ tưởng đây chỗ này là để cho sạc thông minh. Nhưng mà IQ, nhưng mà không phải. Đây chỉ là để chỗ để điện thoại thôi, bình thường thôi. Hay để bất kỳ một cái gì đấy. Mình nghĩ chỗ này để điện thoại là hợp lý nhất. Ok, mình sẽ sang cần số cho anh em xem. Giới thiệu anh em, đây là cần số sàn của xe Accent bản đủ. Thì số sàn này là số sàn 5 cấp nhé. Số lùi thì là số hơi ngược tí. À xin lỗi, được số sàn 6 cấp. Số sàn 6 cấp, đây là số lùi. Thì dẫn đến số lùi là số lùi ngược. Và muốn di chuyển được cần số này thì cần phải móc. Móc lại như này. Đấy, móc này thì mới di chuyển được cần số. Đấy. Chưa. Ok, đây là phần phía dưới đây. Mình sẽ quay cho anh em xem luôn. Đây. Phanh, phanh tay, cơ bình thường nhé. Còn đây có thêm một cái chỗ này thì để chắc để nước hợp lý này. Còn chỗ này mình thấy chỗ này để cái này là cái hộp này. Chắc mình để tẩu thuốc lá là để tàn thuốc lá là vừa này. Cái này để tàn thuốc lá là vừa nhất này.
Ok, mình sẽ quay cho anh em. Đây là gương chiếu hậu bên trong xe này, không có gì cả, đặc không gì đặc biệt cả. Đây, bên trần xe, đèn trần. Đèn trần thì nó có 3 chế độ như như các phiên bản khác và như các hãng xe khác thôi. 3 chế độ là luôn luôn tắt này. Để như này là cứ khi mở cửa là sẽ đèn sẽ sáng này. Và đây là luôn luôn sáng này. Đấy. Và ngoài ra thì mình sẽ chủ động bắn bật tắt và bấm và hẳn trực tiếp vào cái bóng đèn này, nó sẽ sáng lên nhá, cứ ấn mạnh lên nhá. Còn chỗ này thì để kính hoặc là để đồ gì đấy, thôi tùy anh em. Ok, giờ mình sẽ sang hàng cái thứ hai để cho anh em cảm nhận như thế nào. Đây anh em ơi, xe này sẽ là chìa khóa thông minh một chạm, giờ mình sẽ bật on lên nhé. Đó, đây là màn hình hiển thị đa thông tin của xe. Đấy, màn hình hiển thị đa thông tin, nó có ánh sáng màu trắng kết hợp các cái màu đỏ và các màu để mình dễ nhận biết. Nói chung thì bản này thì và nói chung thì đánh giá mình Hyundai chung trừ Santa Fe ra, mình đánh giá cái màn hình hiển thị đa thông tin này khá là đơn điệu, không gì là nổi bật bật cả. Đấy, đây là vòng tua động cơ này, đây là công tơ mét này, mức xăng này, nước làm mát này và rất nhiều các thông tin khác nữa đó. Giờ mình sẽ chuyển sang phần màn hình. Xe này sẽ là có màn hình 7 inch, màn hình cảm ứng 7 inch nhé. Ngoài ra thì nó có cả định vị này. Đây, định vị đây, cho anh em xem luôn. Đây là định vị này. Nó sẽ chỉ đường cho anh em muốn đi đâu, sẽ chỉ đường cho anh em tới đấy. Và ngoài ra thì có cả kết nối USB này, AUX này, và có cả kết nối Apple AirPlay nhé, dành cho điện thoại iPhone. Đấy. Ngoài ra các màn hình cảm ứng này thì nó sẽ có thêm cả cái nút bấm cơ nữa. Nếu anh em nào đây đang trên đường, đang bận lái xe, không được rảnh tay thì mình chuyển sang các phím cơ như này để bật tắt này, radio này và rất nhiều các nút tùy chỉnh khác nữa. Đây là giới thiệu anh em tiếp theo là phần phần điều hòa và các cửa gió điều hòa của chiếc xe này. Đây, với cái thanh nẹp mà chrome này thì khá sang trọng luôn. Đấy. Đây. Giới thiệu anh em đây hệ thống điều hòa. Điều hòa của xe Accent bản số tự động bản thường sẽ là điều hòa cơ chỉnh tay. Điều hòa cơ nhá. Đây là nút nóng lạnh này. Tốc độ gió này và hướng gió đây. Đấy. Đây là lấy gió trong, lấy gió ngoài, sấy kính sau. Đấy. Đây đi về phía dưới thì giới thiệu với các anh em, đây là gồm có tẩu thuốc lá này, kết nối AUX này, USB này và cổng cổng điện này. Ở dưới này có gì không? Không có gì cả. Chỗ này chỉ mình chỉ để điện thoại thôi. Nó không có sạc thông minh IQ đâu nha. Ok, mình sẽ giới thiệu anh em về cần số. Hộp số này thì nó sẽ là hộp số tự động 6 cấp. Gồm có các cái nút điều chỉnh đến hộp số tự động cần số, nó là cần số số thẳng nhé. Thì nếu cần số thẳng thì mình cần thêm một cái lẫy đằng này nữa. Đấy, mình cần lẫy đằng này nữa thì mới có thể di chuyển được. Và kết hợp đối nếu di chuyển được thì kết hợp với cả đạp chân phanh nữa. Đó. Đây, tiếp theo mình phần đằng này nữa, mình lại giới thiệu cho anh em đây. Đây là phanh tay này, không phải phanh điện đâu nhá, phanh tay, phanh điện đâu nhá. Phanh cơ thôi. Còn đây là cái hộp này, nó thêm được thêm một cái hộp này nữa thì mình nghĩ cái này chỉ để tẩu thuốc lá thôi là hợp lý này. Đây, quên mất mình sẽ giới thiệu cho anh em luôn về phần vô lăng này, tích hợp thêm có cái điều rất là hay nữa. Đấy chính là auto hệ thống đèn, điều chỉnh hệ thống đèn auto đây nhá. Đây, auto đây, auto đây. Auto này tức là thế nào? Là tự động bật và tắt đèn khi mà vào trời tối này, vào hầm tối này. Ok, đúng không? Và bên là hệ thống cái gạt mưa. Thì nó có điều gì đặc biệt nữa lại giới thiệu cho anh em. Nó có thêm một cái chế độ auto đây. Auto đây. Dạ. Nếu mà auto tức là khi mà tự động có nước vào như trời mưa chẳng hạn, tự động nó sẽ gạt mưa cho anh em. Đấy, cái này mình sẽ để chế độ auto được. Ok, giờ mình sẽ giới thiệu anh em về cái gương chiếu hậu bên trong. Gương chiếu hậu bên trong thì nó cơ bản thôi, không có gì cả đặc biệt cả. Đây là trần xe. Đây đèn trần xe thì nó có 3 chế độ, luôn luôn tắt như này. Mở cửa thì đèn sáng và luôn luôn sáng như này. Ngoài ra mình cho bật cơ. Đó. Bật cơ.
Ngoài ra trên chỗ này thì nó chỗ này để kính hoặc để đồ tài liệu gì đấy. Rồi, tùy anh em. Đấy. Giờ mình sẽ ra hàng ghế thứ hai có gì đặc biệt hay không? Đây anh em ơi, đây là hàng ghế thứ hai của xe sen số sàn bản đủ, thì nó ghế nó vẫn là ghế lỉ nhá. Ghế lỉ kết hợp giữa màu màu kem và màu đen, nhìn cũng rất là nổi bật và sáng, rất là sáng bên trong xe luôn. Đấy, đây mình sẽ đi vào bên trong xem nó có điều gì nữa nhé. Đây bản này ấy, thì nó xong 2020 này, phiên bản mới này thì nó sẽ có thêm được là cái gì nữa, thêm cửa gió hàng ghế thứ hai đây, nhìn này, cửa gió hàng ghế thứ hai này, hai hướng này, đấy. Đó, điều chỉnh tốc độ hướng gió này. Còn đây là thêm được cái cổng điện cho nó góc này nhá. Mình sau là mình mua thêm sạc điện thoại hoặc là mình làm bất kỳ cái gì đấy chỗ này lấy điện chỗ này, rất là tiện lợi cho anh em. Và mình ngồi hàng ghế thứ hai này rất rộng rãi thoải mái luôn. Đây, mình cao 1m80 nhưng kể gần một gang tay thì mới hết được. Rất rộng đúng không? Nếu nhiều người bảo là xe Vios ngồi rộng hơn ấy, mình cảm nhận hai chiếc xe không khác gì nhau, không kém gì nhau cả. Và bản này cũng như vậy. Đây, mình sẽ quay cho anh em thêm cái đèn trần nữa. Đèn trần của hàng ghế thứ hai này thì cũng không có gì nổi bật cả, nó chỉ có thêm bật tắt bật đóng đèn này thôi. Nhưng mà nếu mà anh em nào mà ngồi sau muốn thêm ánh đèn để đọc báo hay là làm gì thì sẽ rất là được hữu ích cho anh em. Đây, mình sẽ quay cho anh em về hàng ghế đầu tiên cái tổng thể. Nếu anh em nào mà người khó tính về cái trau chuốt này, về tính năng này, về tất cả những cái thứ khác về để dành cho phân khúc hạng B như này thì mình nghĩ Accent này gần như sẽ không làm buồn lòng bất kỳ ai cả. Đây, từ thiết kế tất tần tật đến các tính năng của nó, anh em thấy thế nào? Bác nào mà vẫn còn chê được thì rất khó có chiếc xe nào có thể làm được các bác hài lòng cả. Đó. Đây, em sẽ quay tổng thể đây, các bác nhìn thấy chưa? Hài hòa chưa? Đấy. Giờ em sẽ sang bên động cơ nhé, giới thiệu cho anh em về động cơ chiếc xe này như thế nào. Đây anh em ơi, đây là động cơ của xe Accent số sàn bản đủ. Thì động cơ của xe Accent số sàn bản đủ này vẫn là sử dụng thương hiệu của Kappa, là thương hiệu Kappa 1.4 lít. Đấy. Ngoài ra thì gồm có những cái thông tin như sau. Đây là nước rửa kính này, động cơ này, và ắc quy và lấy ống gió này, và cầu chì này. Xe này thì đang là sử dụng nó có cái tính năng như nào. Đây, thứ nhất là có công suất cực đại, con này đang là 100 Nm trên 6.000 vòng trên phút nhé. Đấy. Và 132 Nm trên 4.000 vòng trên phút cho mô men xoắn cực đại. Đấy. Dung tích bình nhiên liệu của xe này đang là 45 lít. Đó. Ok, giờ mình sẽ quay tổng thể cho anh em xem. Đây anh em ơi, đây là tổng thể về một chiếc xe Hyundai Accent số sàn bản đủ. Thứ nhất là về kích thước tổng thể, xe này đang là 4m40, rộng là 1m729 và cao là 1m460 nhé. Chiều dài cơ sở nó đang là 62,6 m, chiều dài cơ sở rất là dài như này giúp cho cái khoang hành khách phía trong rất là rộng rãi và để đều các cái tiện nghi, nó sẽ để nó sẽ dễ dàng hơn. Đấy. Và khoảng sáng gầm xe đang là 15 cm, 15 cm thế là tạm vừa đủ. Ngoài ra thì bên bản này đang có một số màu như màu đỏ này, màu trắng đây và màu màu đen đây. Đấy, ngoài ra còn có thêm cả màu 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 bạc này, màu vàng cát và màu vàng be là giống như cái màu lô vàng của chiếc xe Vios đấy. Đấy. Ngoài ra cái bản này thì gồm có những cái tính năng như thế nào, an toàn như nào nữa, gồm có là hệ thống phanh ABS thì mình đã kể cho anh em rồi này, cân vận được điện tử xe ESC mình đã nói cho anh em rồi này, phân bố lực phanh điện tử EBD mình cũng đã nói rồi, khởi hành ngang dốc rồi này, hệ thống chống trơn trượt thân xe ok rồi này, và có thêm được cả mã hóa động cơ chống trộm nữa nhé. Đấy. Và có thêm cả cái kiểm soát lực kéo nữa, rất là tuyệt vời luôn. Ngoài ra thì xe này có 6 xe có 2 túi khí nhé. Ok, mình cảm ơn anh em đã theo dõi kênh video của mình. Vậy thì anh em có thấy hay thì hãy like và sub kênh YouTube của mình. Còn nếu anh em có thấy thiếu mình hay cái gì mình chưa được thì anh em cứ comment phía dưới để mình sẽ rút kinh nghiệm những video về sau. Cảm ơn anh em.
đã xem video của mình.